Ok, quay lại với trận đấu này. Sorry anh em, để anh em phải đợi lâu rồi. Sáu kiếm khách được, đồng ý. Thì cái chương trình của tôi làm về 9.14B, nhưng mà chính vì là ra 9.15 rồi tôi phải sửa. Nên là tôi phải sửa thì mới public được. Thú thật với các bạn là tôi làm một cái chương trình tên là Theo Dòng Meta, thì để hướng dẫn chơi rồi là các cái bộ mạnh trong cái meta hiện tại. Nhưng mà trước khi 9.15 ra khoảng 3 hôm thì tôi cũng ngồi tôi viết kịch bản này. Nhưng mà vì bên edit họ không làm nhanh được, nên để lỡ ra 9.15 rồi thì bắt đầu mình có thành phẩm. Thì tí nữa tôi phải ngồi tôi sửa lại. Tôi có làm nội dung về cái bộ ác quỷ, nên là tôi phải sửa lại làm sao cho cái nội dung nó ổn ổn một chút. Chưa lên mạch kim anh em ơi, sắp lên mạch kim rồi. Bây giờ thì bộ mạnh thì tôi nghĩ là có 3 bộ. Bộ hiệp sĩ, bộ hộ vệ và bộ hư không. Thì anh em cứ theo đó thì mà phệt. Và đặc biệt là hai con tướng mà nó kiểu như là hai con cờ nó điển hình trong cái meta này ấy, là Cho'Gath và Braum. Vì sao mà lại là Braum thì vừa rồi thì các bạn thấy rồi đấy. Thế năm tiền ngon nghe nói sắp có 9 kiếm khách. Đúng rồi, link xem rank đấu trường chân lý. Tôi lại bị mất cái link đấy rồi, sao không làm có ai. Các bạn nghe cái thông tin là tôi bỏ làm bình luận viên từ đâu đấy? Thì là các ông còn hâm, các ông không ngờ. Tôi thấy là các ông dễ bị điều hướng dư luận vãi lìn ra. Hay từ khi nào tôi lại nghỉ làm bình luận viên ha, từ khi nào heng. Ngon. À, lướt. Thì mày tao găm mày chết. Wow. Wow. 3 hư không. 3 win từ đầu cuối. Ngon. Thì mày các ông cứ khoe những cái lần nhất của các ông là tôi lại chạy lòng. Thật sự lại chạy lòng. Tôi chơi nhất được phần nào từ sáng đến giờ. Các ông thì cứ khoe nhất nhiều.
Thật sự là khó ở nha. An khó ở rồi đấy nha. An dỗi rồi đấy. Liệu hồn. Bà quý xuất động. Tiếng game to á. Lướt đi. Ủa lướt ngu thế. Assassin bây giờ lởm nhở. Ý của tôi là đầu game ấy. Đầu game nó khó đép mãi lìn ra. Đấy không? Tùy từng người đấy tạo tiến đạt ạ. Tôi nghĩ là có những người quen, tức là bắt nhanh kịp với meta. Có những người kiểu như là, mà cái trò này là may rủi. Bạn đạt ơi, tạ tiến đạt ơi, trò này là may rủi. Bạn làm sao bạn kiểm soát được cái sự may rủi? Bạn mà rủi thì làm sao mà bạn lên được? Giống như tôi này, đẹp trai, đánh hay, thông minh, nhưng mà cuối cùng đen quá không lên được. Nên em lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn. Em phải lấy cái rì để có thể nắm em từ xa. Lấy mẹ cái vô cực kiếm, lấy đam đã, thằng tí đã tính tiếp. Cho con Lucian cầm vô cực kiếm nữa. Đấy gọi là mất tập trung đấy. Đấy là rất mất tập trung đấy. Wow chết mẹ. Wow chết mẹ mày. Ờ như nào phải loái. Đói thì phải ăn, lạnh thì phải đắp chăn. Bạn mở rom rách này. Ready, aim, fire. Aim, fire. On wings of fury. Bạn này rồng thì nó bị giảm cái kháng phép, nó không còn bất tử nữa, nhưng tôi nghĩ là rồng vẫn khỏe. Vì sao? Bởi vì con Soul nó được búp. Cái chiêu của con Soul nó được búp lên. Gần như là con Soul đời đầu ấy, khỏe lắm. Ờ phải cho con này mà thay con này chứ, sai rồi đấy. Tốc độ anh con này có vẻ chậm, 0.65 là chậm. Trời ơi, lên tên này thì khó ỉa lắm. Tuy tập phết nè. Nhiều xạ thủ quá, Chitana bị nó bắt sạch rồi. Ra tiền được. Ai chả. Vút rồng. Tôi đang định chuyển qua đánh rồng và đánh pháp thuật đây này. Đang muốn chuyển qua đánh rồng với pháp thuật đây này. Chistana, hai người lùn, ba người lùn.
khác cầm. Khá thích cầm. Có thằng trùng máu đánh pháp thuật với mình. Tạm Khazik cầm cái vô cực cái đi. Tí bán Khazik đi sau. Đẹp đã. Tiền à, vì... Wow cái đấy đéo kịp wow luôn. Căng nha. Không, tôi nghĩ là đổi là hợp lý đấy. Bởi vì có quá nhiều thằng đánh xạ thủ rồi mà tôi ấy... Cái bộ xạ thủ của tôi lại chẳng có gì đặc biệt là toàn cấp 1. Tôi nghĩ là tôi đổi là hợp lý đấy. Hai phù thủy. Đấy, thấy chưa? Thấy mọi thứ nó khít chưa? Ba York đồ này, thiếu một con phù thủy, con Vega. Tị đã mớ con Vega vứt vào, Kennen sắp lên 2. Bởi vì tôi thấy là chính vì là tôi thấy là nhiều thằng đánh xạ thủ quá thì những cái thằng mà đánh pháp thuật nó sẽ ít đi. Thì giờ tôi chuột đổi bài thế thôi. Hơi yếu. Mật mẹ nó hết thìa rồi. Bắt con Na này phải đánh hóa hình chứ còn gì nữa. Tôi đang cố vãi cướp rồi. Tiền lên cấp rồi. Đợt này bài vàng đi, à bài xanh đi. Na kìa. Trời ơi. Cái con Na giờ sợ thật chứ. Kennen 2. Ba phù thủy mất York đồ.
3 phù thủy, 2 hóa hình, lên cấp cũng vứt con này vào hoang dã 2. Cái này quá yếu. Đấy, đấy. 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 Đấy, kinh chưa? Ghê chưa? Bây giờ cái nền 2 là ok này. Đó. Có tí nhớt rồi, hơi có tí nhớt rồi, xăng pha nhớt rồi. Đánh 2 hoang dã rồi à? Con hoa hóa hình thứ 3 của tôi sẽ là con gì? Nidalee chứ còn gì nữa. Khi nào lên bạch kim, chắc là vài game nữa tôi lên bạch kim bây giờ đây. Tôi đang ở Hà Nội mà, nên tôi không bình luận được. Ui, ngon. Ui, rồng rắn ơi, xin hãy cho tôi mượn bờ vai. Tạm thế này đã. Ba hoang dã này, bốn hoang dã này. Đi mẹ, chẳng lẽ bỏ ra lấy bốn hoang dã đánh thì lại cục quá, mất phù thủy. Tạm thời đánh hóa hình thì phải. Đánh hóa hình thì phải lấy hoang dã để nó tích nộ nhanh hơn. Biết là con này có bài xanh nhưng mà từ từ. Cứ phải bình tĩnh. Đấy. Khi mà có hoang dã thì cái tốc độ đánh rất là cao. Nên là các bạn sẽ được tích nộ tốt hơn. Đó, tốc độ đánh phê lốn vai. Thêm con Sôn vào nữa là tuyệt vời. Đòn đánh tích nộ tối đa 5 điểm, mỗi điểm nộ cho 10 tốc độ đánh. Đó đó đó. Tất cả các đồng minh. Mà tôi chưa được gáy phát Lào. Chưa được gáy phát Lào. Cho Na giao điện à. Chết mẹ cho mày đi. Nidalee 1 hơi khắm. Kennen ở đường chê, Kennen đứng trước nó yếu quá. Bán luôn lấy tiền. Mỗi một cái vuốt rồng thì không ổn. Bây giờ chờ lên cấp xong bắt con Sôn vứt vào để lấy bộ rồng kháng phép thêm cho cái rồng. Điển hình. Ôi, Kennen ơi. Blitz khó chịu thế. Ơ, cái này được giật hai phát. Hay quá. Nhờn bọt. Nhờn bọt này. Nhờn bọt. Nhờn bọt này. Snake TV ngon. Tôi thắng được ông top 1 à? Đúng không? Đúng rồi. Thắng được ông top 1 là có hy vọng rồi. Ui.
đéo được. Phải cướp con Yasuo của chúng nó đi mẹ. Phải cướp con Yasuo của chúng nó về bán lấy tiền. Chúng nó lấy được lên Yasuo 2 là mệt cho mình luôn. Cảm ơn mà Lê Khánh đã tặng sao, cảm ơn bạn. Bớ đâu được con ca thớt vứt vào nhờ. Làm sao mà bớ được con ca thớt vứt vào nữa thì ngon quá. Ca thớt với rồng, tôi đang tìm con rồng và đéo thấy con rồng. Mảnh ghép cuối cùng. Na ơi, mày lượt lượt quá Na ơi. Quá này. Cái nữa, ngon. 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 Xạ thủ thứ 6 thì phải đến phiên bản 9.16 nó sẽ ra, đó chính là Zinix. Xạ thủ thứ 6 chính là Zinix. Gunslinger. Nó đấy, chính nó đấy. Na 2 nào. Na 2 đi. Na 2 nào. Rồi ôi, thiếu một đồng này. Sắp bên tên quái, cố gắng đánh xem được ra cái gì. Chẳng lẽ lắp hai cái vút rồng cho con này thì lại cực quá. Tôi sẽ lắp một cái vút rồng cho con Kennen nữa nếu có. Kennen ơi, dùng chiêu đi em ơi. Akali ném đéo có đam. Akali bây giờ yếu lắm, yếu lắm, yếu lắm. Chính là cái bộ này ngày xưa tôi toàn chơi bộ này này. Ngày xưa ấy, tôi toàn chơi bộ này luôn. Trong một vài trường hợp thì có thể thay con này. Thay con này cũng được. Bằng một con người lùn tanker kiểu như là Puppy này. Thay con này cũng được nếu như bạn thiếu tanker. Tôi nghĩ là Kennen để lấy choáng cũng ok. Kennen mà có thêm một cái kiếm súng nữa thì tuyệt vời. Nidalee lên 2 được thì ngon. Ba đầu đi. Có nên lên huyết kiếm không nhở? Tôi có nên lên huyết kiếm không nhở? Kiếm công. Cho cái nữa nè. Úi chà. Không thể, không thể, không thể, không thể. You're for fools.
Nó bị lệch team. Không nên tham, không nên ham hố làm cái gì. Những cái thứ nó không phải của mình. Bây giờ bắt được thêm con rồng ấy là tuyệt vời. Ôi trời, bay phải tít ra phía sau thì mới ngon. Hay, rồng vẫn sống kìa. Ui, rồng sống khỏe quá. Mẹ có khổng lồ hóa của Lulu nữa mà. Mẹ, chúng mày phò cơn rồng tao à. Lêu lêu, lêu lêu. Ui, The Raven này. Ý, đồ cái này là mắc binh rồi đấy. Có vẻ như đánh 4 đế chế. Thanh niên đánh 4 đế chế chắc luôn. Ca thớt thì chỉ có tay cho Kennen. Phải có ca thớt 2 thì mới chơi. Giờ mớ đâu được con rồng 2. Mẹ Soul 2 là cũng ra gì, rất gì mà này nọ đấy. Xong. Choáng, choáng. Mấy vẫn khỏe thế này thì đỡ thế đéo là được. Quá khỏe. Rồng 2 thổi thì may ra mới chết. Rồng 2 có mũ nữa cơ. Chết luôn. Hay quá. Lọt top 4 rồi, lọt top 4 rồi. Bây giờ né anh Snake TV ra là ok. Rồng, đéo có rồng rồi. Trước là hơi liều ấy. Tôi nghĩ là hơi liều. Nhà có rồng. Nén ulti. Choáng 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 choáng. Ngon. Mẹ bị giảm hết cấp xuống này. Khổng lồ hóa, khổng lồ hóa. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đéo kịp khổng lồ hóa này. Khổng lồ hóa. Khổng lồ. Rồi. Ari thổi một cái. Ôi ôi. Gì vậy? Nhìn trông chán không? Ít mẹ con át này khắp chó thật. Bố mẹ con rồng 2 này chết bà chúng mày. Đèn vãi lìn. Sáu nó bổ. Tôi là yếu nhất rồi. Trong này tôi là yếu nhất rồi. Cảm ơn bạn Văn Kim đã tặng sao ạ. Cảm ơn bạn. Khi nào mình bắt nạt được bố trẻ này không nhở? Choáng đi, Kennen. Đẹp ghê, còn combo kìa. Rồng ơi, phát nữa đi em ơi. Bắt nạt được. Bắt nạt được, bắt nạt được. Bắt nạt được. Top 3 rồi. Làm sao mà bây giờ gặp được cái bóng. Bắt được rồng không gặp được cái bóng. Ê, ê, ngon nha. Giải giới cho Na cầm luôn.
Thì nó cứ đen thế này tôi gáy thế đéo là được. Bây giờ nó cứ thử cho mẹ đỏ đỏ xem Soul 2 từ sớm thì gáy chết hết bọn này luôn. Nhưng thằng này thì kinh lắm rồi. Cái team 4 đế chế của nó thì mắc binh rồi. Hai con băng tộc. Bốn con đế chế. Ôi, Brawler 4 con luôn này. Choáng. Có chị vãi lìn rồng cầm giải giới mẹ đánh lan. Rồng cầm giải giới đánh lan đéo ai mà đánh được. Kinh vãi lìn. Đấy nó đen đến từng cái khía cạnh một của cái game này. Này đéo có luôn. Thua. Bây giờ mà nó thương nó cho mình gặp cái bóng. Nó cho mình gặp cái bóng thì may ra mình thở được. Nhẹ gặp đúng không top 1 thế này bảo mình đi chết đi. Hất về, Kennen giật. Giật đi. Ari, bùi ram vào em. Đèn mọi khía cạnh. Có bao nhiêu cái đen nhất thì nó tọt vào người mình. Đấy, ví dụ cái thằng này gặp thằng top 1 xem. Cái thằng bánh giò này thì bị cái thằng Snake TV nó vã thì đéo trượt cái nào luôn. Mày đéo biết được lấy cái gì để thắng. Ra số 2 à? Không thắng được. Thằng đế chế kia nó quá khít rồi. Thiếu cho gát 2 rồi, nó chả cần. Đội hình khít thế. À, Raven nó bị câu giờ bởi Brom. Ơ, Raven đánh vào Brom tự chết này. Thôi đi về thằng Bạch Do thắng rồi. Ui, thế mà cũng suýt thắng này. À, thắng được, hay 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 hay. Mẹ trận đấu ấy hay quá. Tôi leo nhanh mà, tôi leo ngược thì hơi bị nhanh đấy. Chắc là nốt game này tôi phải off để tôi làm nốt mấy cái kịch bản thôi. Bị công ty dí quá. Con ad này. Con ad này bắn phê thế. Bắn con nào con đấy chết này. Người bé tí luôn. Nhưng Kata này kinh quá. Thôi thua rồi. Bắn không xuể rồi, con át này khỏe thật. Bắn không xuể, thằng kia thì thay lại đội hình một chút là ok. Đấy, lại lên kim cương 3 ngon ngay.